Trong lúc mình đi mua bia ấy mọi người, mà về không biết là Marika đi đâu ấy, hay là lại đi ăn nhậu với bạn hay sao chẳng biết. Hay là Marika ý muốn mình tự trở tài nấu lên để ăn nhỉ? Chán ăn quá, mình chỉ giả vờ là đi chuẩn bị đồ để nấu cho ăn thôi mà. Anh đây lại tưởng mình nấu thật. Hết bây giờ món này chỉ có luộc bia mới hấp bia rồi. Mình cho vào nấu món hấp bia nhé mọi người nhé. Đấy, mà cái hải sản tươi ngon này thì hấp bia đẳng cấp. Mở ba đai quả xe viên này, chặt chặt chạy nhanh lên chậm đi. Cái càng thì ít nhỉ, cái này một tí mà đã chắc đời. Nấu nha mọi người nha. Bia này thì mà người ta đã nêm nếm đủ hết gia vị rồi. Thơm thiếp. Má đấy ta bảo là này, cái bia này bảo là người ta nếm đủ gia vị rồi ấy. Thế nên là mới thơm được mọi người ạ. Mới thơm để uống ấy. Thế nên là không cần cho gia vị gì nữa đâu. Bây giờ đi vào để chờ thì là chín để ăn nhé mọi người nha. Không biết là chín chưa mọi người, anh em mình ra để xem nó chín chưa để cắt côn. Ui đỏ chót luôn này, uầy đỏ chót luôn. Ui sao nó sủi thế nhỉ. Ý, cái này tôi đỏ lắm. Cho thêm tí bia vào mọi người. Chọc thế. Này cứ nhảy. Thơm càng ngon. Em làm gì đấy? Em làm món bực hấp bia. Hấp bia là hấp kiểu gì? Hấp bia. Sao có bia ngon mà không bảo tao đi mua bia này? Bia này gì? Không mua bia lợn. Bia này cũng ngon hơn. Cái này mở cái này này. Đây, cái này hiện đại này. Nhưng mà chị này. Rồi. Đấy. Thế làm bắt đầy đi. Từ từ anh uống hết thì lấy đâu mà bia mà uống nữa. Ấy, ư. Đúng, để lại một ít. Để lại một ít thôi. Ấy, sao mày đổ vào đấy? Em hấp bia mà. Ôi dồi ôi. Hấp bia sao lại? Hấp bia là bia phía dưới mực bạch tuộc ở bên trên cơ mà. Thì đây em làm một hấp bia này nó mình ngấm được hết được. Nó mới thơm. Anh bảo càng nhiều bia càng thơm mà. Đây là mày luộc mẹ rồi. Ăn thế nào được nữa? Chả ăn được. Thế mà anh uống bia với cả mực suốt này. Uống bia với mực thì liên quan gì? Thế đằng nào nó chẳng là mực có bia. Thế mày thấy ai cho rượu vào cơm cho ăn cơm ăn chưa? Chưa. Thế thì ăn thế nào được? Đỏ, đẹp nhờ. Đẹp thế này. Đỏ thì đỏ nhưng mà... Làm thử nhớ đi. Chín rồi đấy. Thôi, hoảng rồi. Hoảng gì mà hoảng gì, nó đừng có ăn nhé. Không ăn
ăn được không nhỉ? Ăn được mà. Mực luộc bia. Nhìn này ngon đến nơi mà anh mà không ăn thì em ăn. Đẳng cấp đi. Luộc bia, mình làm món gì luộc bia chưa? Được. Ăn được không? Ăn được. Đã làm đâu mà biết ăn được? Biết được. Hải sản, hải sản với bia là quá là hợp rồi. Xong rồi, hải sản với bia quá là hợp rồi. Xong rồi, đấy. Bia là hải sản với bia là đi gì hả? Ủa nhưng mà bây giờ cho ra luộc lại được không nhỉ? Hấp lại được không nhỉ? Không. Rửa đi. Để đây ăn thử ra. Hả? Ui nhìn những người ngờ hành tinh này. Nhìn đẹp nhỉ? Nhìn những người ngờ hành tinh luôn đấy. Ui, gật gật đầu này. Gật gật. Đầu nó không có trứng như đầu chăm trong TV. Rồi, ôi thôi. Nói chung là đâm lao ta cứ theo lao thôi. Cho bạn thử đi. Chín chưa? Chín rồi đấy. Chín cháu ra ăn thử nào. Ok. Thử nếu mà không còn... Còn sửa chữa sai lầm được. Kéo lên rồi. Nếu mà không ăn được thì ta cho ra lừa, rửa đi. Ta luộc lại nước. Đúng là thằng dồ. Bia không để uống thì đem đi. Đem đi luộc bạch tuộc. Má mẹ nó lấy đâu tiền mua bia này. Hai bình này. Ngon không? Bia ngon. Bấm mực ngon không? Bấm bia ngon đâu? Mực ngon ai biết được. Làm thử thôi. Làm quả chua chua cho nhé. Hả? Chua chua. Ăn miếng nào gắp đi. Ừ. Gắp đi để cắt. Đúng. Nhưng mà tao nghi là hỏng lắm. Mày biết bao tiền đấy không? Bao tiền? Dồi ôi, tiền triệu đấy ông ơi. Thiệt. Tao thề mày ba con này hơn 1 triệu, gần 2 triệu đấy. Thiệt. Phép cái cứt. Ăn miếng nào? Miếng nào cũng được. Gần 2 triệu bạc. Chưa chín, cháu mà chưa chín. Rồi. Ui, sao nó chảy cái gì ra đấy? Chán lắm, em cho xin mi. Úi dồi. Đây. Cho có gia vị. Thử miếng này. Ăn đi. Tao nghe không đến khả quan đâu, mất 2 triệu của tao rồi. Mời cả mọi người nha. Xong. Hả? Ăn cứt rồi. Hỏng rồi đúng không? Ăn được. Cho mẹ mày. Ừ. Không. Mày vừa đổ bia mới vào phải đun sủi sủi nó đi đã. Đun cho nó bốc hơi đã. Đậy đậy vung vào, đậy vung vào. Nó vẫn đang mùi bia đúng không? Nó bên trong vẫn ngọt bên ngoài chai rượu lắm. Ăn nó kiểu như kiểu uống bia ấy. Thế á? Thế á? Thử cái này. Ôi, 2 triệu bạc của tôi. Em nghĩ là ăn xong một con này say. Tôi cũng xong. Cháu vẫn ngọt mà. 2 triệu bạc ba cái con này á. Ngon không? Ăn được mà. Ngon mà. Nhưng mà bên ngoài nó mùi rượu lắm. Thử luộc thêm một tí nữa. Luộc thêm một tí nữa. Rồi. Sao đây nhậu trước đã. Không cần mồm. Ngon mà. Ngon hay không bây giờ phải cho ra mới biết được. Đi luộc bi rồi. Lấy cái bát đây. Được uống nước rồi. Mà uống. Uống sao được? Chẳng uống được. Bia. Bia nóng à? Em không cho tí nước nào đâu, cần bia đấy. Phí. Mày biết phí. Quý mà 2 triệu, gần 2 triệu tiền bạch tuộc của ta không thấy phí. Thì người ta cũng ngâm rượu với cả hải sản thì sao? Ngâm rượu với hải sản cái gì ngâm rượu? Hải cho mày. Điên. Ngâm rượu cái này nó khác, cái này là ẩm thực. Thôi, không ta đâm lao thì phải theo lao thôi. Cứ... Thì nó lại ngon quá. Đi, lên tầng thì ra. Ok nhá mọi người nhá. Thành công hay thất bại? Trời ơi. Mà được rốt, gì cũng thành mà công. Mình ngu lắm, sao không cho ít xả vào? Thì biết đâu ấy. Luộc bia thì luộc bia đi, nào thử coi. Ngon không? Ngon là cái chắc. Không mùi bia đâu. Làm cái đầu. Cao thủ phải ăn đầu. Ôi dồi ôi. Đắng đắng á. Sẽ đắng.
Xí quá rồi. Làm miếng này, làm cái cốt nó. Đây là cái sủ nó nha mọi người nha. Sủ, sủ cá bạch tuộc. Được nữa là quan trọng là nó phải ngon. Không phải chê. Ai bảo anh không đi về mà nó. Tao đi mua lon bia mà. Đi lon bia chắc anh uống hết cả quán bia người ta rồi. Điên. Chạy đợi nấu chín cái này mới về. Mất mùi bia mày ạ. Ở trong cái chân dâu của nó này. Đấy, gọi ra bia này. Anh gọi hết bia anh mà. Vẫn mùi bia. Nhìn nè, em gói bia đi, ăn là ngon ngay. Em tấm bạn. Không, anh lột nó ra đi. Thúc cua ngon hơn. Hơi cay cay bia ấy. Ngắm mẹ vào thịt rồi. 2 triệu. Mình mua 3 con này à? Mất gần 2 triệu nha mọi người nhá. 2 triệu. Đại ca, sao phải xuân? Tiền đâu? Đúng rồi. Đâu, đưa đấy. Không. Hay là bạch tuộc này không ngon này. Người ta bảo mình là con bạch tuộc này mới đánh bắt xong là lên bờ vẫn còn sống. Xong họ ướp đá xong rồi mình... Sống thì mang về để mình chả chết à? Ừ đấy. Hay là bạch tuộc to nó không ngon này. Mà tại mày ấy, mày luộc bia hấp. Ai bảo mày đấy là hấp? Không mà hấp cái đầu mày ấy. Sao một cái cá hấp, anh gọi là cá hấp mà anh mới cho bia vào hấp? Đấy là cho bia xuống dưới, hấp nó bốc hơi lên trên. Còn đây là ông luộc rơi cái đấy, sau chúng cho rượu vào mà luộc. Ừ, cho rượu vào luộc cái mòn ấy nhỉ. Tôi còn lại bộ. Phải mùi luộc rượu vang. Rượu vang với người ta không chơi, người ta hay ăn rượu vang. Ăn được mà, cao của nó. Ăn được nhưng mà nó cứ mặn mặn với lại là mùi bia. Anh ấy chẳng thèm bia. Bỏ về rượu. À, chẳng thèm bia. Thôi. Tí cả, 2 triệu bạc. Vâng. Thôi. Bây giờ xuống rửa đi, vót vét lại, xào lại xem có vót vét lại được tí nào không. Thì ăn thế này, ăn làm gì? Nói chung là ngon mình sẽ bảo ngon, mà không ngon mình sẽ... Nói chung là sống thật cái lòng mình vào. Không ngon thì ăn được. Ừ, ăn được. Có mỗi lá xoan với lại lá ngón không ăn được thôi, nhá. Lá ngón con dê ăn được hay? Dê nào ăn được lá ngón? Chẳng chế à. Mày điên à, mày biết tại sao con dê nó chết nó vẫn mở mắt không? Tại vì tất cả các loại lá nó đều ăn trừ lá ngón ra, nó không ăn. Hả?